ngày 3 tháng 9 tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho hay do ảnh hưởng bão số 3 nhiều nơi trong tỉnh có mưa lớn kèm dông lốc làm hư hỏng nhà dân chìm hai tàu đánh cá ở Kiên Hải và Phú Quốc khiến một ngư dân mất tích. Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, hiện có khoảng 11.800 du khách bị kẹt lại ở các đảo do tàu và đang tạm dừng hoạt động để tránh bão. Dự báo trong ngày 3 tháng 9, khu vực Kiên Giang tiếp tục có mưa diện rộng trên toàn tỉnh kèm gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Đợt mưa diện rộng có khả năng kéo dài đến hết ngày 7 tháng 9, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Tính đến thời điểm này, ảnh hưởng bão số 3 khiến hai căn nhà bị tốc mái, hai tàu cá bị chìm ở Kiên Hải và Phú Quốc. Trong đó, một tàu đánh lưới ghẹ ở Phú Quốc bị chìm cách bờ biển 0,4 hải lý, khiến một người mất tích. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới cứu được 3 người và một người tự bơi được vào bờ. Sáng ngày 3 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động. Đối với tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh. Sáng ngày 3 tháng 9, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, nhiều tuyến đường tại thành phố Cần Thơ bị ngập. Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa kiểm tra phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện phê ma túy tại một nhà nghỉ ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào do Nguyễn Hữu Đức sinh năm 1995, trú tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, làm quản lý. Test nhanh, có 19 trên 21 trường hợp dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó Đoàn Ngọc Chính, sinh năm 1994, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng. Nguyễn Hữu Đức là quản lý nhà nghỉ đã cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết trong ngày 2 tháng 9 toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm chết 18 người, bị thương 23 người. So với cùng kỳ nghỉ lễ của năm 2022 tăng 14 vụ, tăng 8 người chết, tăng 12 người bị thương. Tất cả vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Theo ghi nhận từ các địa phương, tình trạng vi phạm trật tự giao thông vẫn xảy ra trên nhiều tuyến đường. Đơn cử, trên tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, có hiện tượng người dân đi xe đạp, xe máy, chạy bộ, trẻ em vui đùa và thả vật nuôi chạy trên đường cao tốc. Trong khi đó, những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn còn phổ biến. Trong ngày 2 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 8.868 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 18 tỷ đồng. Tước 1.173 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn có 2.282 trường hợp, vi phạm tốc độ có 1.480 trường hợp. Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa cho biết dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn huyện Mèo Vạc, Hà Giang đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Đến nay, địa phương đã ghi nhận 32 ca nghi mắc bạch hầu, trong đó có 2 ca tử vong. Các trường hợp nghi mắc bạch hầu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc với các biểu hiện như sốt, ho khan, đau rát họng, nuốt đau, mệt mỏi, ăn kém. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu, Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã đề nghị các bệnh viện tuyến trên như Nhi Trung ương, Bạch Mai, Bệnh nhiệt đới Trung ương sẵn sàng cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật điều trị ca bệnh, đặc biệt là các ca bệnh nặng. Đặc biệt, Hà Giang cũng đang thiếu vaccine tiêm chủng để triển khai chiến dịch tiêm phòng, không có huyết thanh kháng độc tố bạch hầu.